Kính chào quý vị, Phương Trí rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Sáng nay, một cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay. Cũng theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên, từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm vừa qua, thì cơn bão số 4 đã gây ra những trận mưa như trút nước cuồng phong với sức gió lên đến 65 m. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định, đây là lần đầu tiên xuất hiện gió giật cấp 19 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 4 đã khiến 20 người khác mất tích tính từ tối ngày hôm qua. Tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân đang ra khơi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trước tình hình bão hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 4, cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc dự báo rằng cơn bão có thể gây mưa lớn đến 300 mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 4 đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc, khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này đã có khoảng 60 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, nơi mà bão số 3 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 35 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây, Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến rồi đi liên tục thì gần đây lại có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp, bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc, từ Vân Nam đến Cam Túc. Những trận vòi rồng đi qua đã gần như nuốt chọn mọi thứ, cảnh tượng tan hoang khiến cho người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao, không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong tuần qua đã cướp đi ít nhất 171 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết. Điển hình, nhiều video được người dân ghi lại những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến cho hàng loạt cây cối bị bật gốc, thậm chí những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cơ sở của các tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũng chuẩn bị thổi bay. Nhiều đồ vật bay lên trời sau đó rớt xuống giống như những cơn mưa đá rơi trúng vào nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ, ngổn ngang trên đường Tân Thành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang, nằm chồng chéo khi một cơn lốc giấy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài từ 30 đến 45 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà đã đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống, trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát gặp phải các khoảng không khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra một chuỗi các hiện tượng về khí quyển, rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy điên cuồng, không thể né tránh, ngăn cản hay che chắn. Được biết, lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ, có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lốc xoáy được mây rông hình thành một dạng đặc biệt là mây rông tích điện, một đám mây có thể kéo dài trong vòng vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây đã xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Và sau đây chúng ta cùng đến bản tin thứ hai có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một thông tin rất mới và rất hay liên quan trực tiếp đến thành phố Vũ Hán. Đó là mới đây nhất Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức nguy hiểm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hệ thống xả lũ ở Vũ Hán ở trong tình trạng tê liệt hoặc bán tê liệt và toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong biển nước. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2 khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao. Mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết, từ 6h40 sáng qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng lên từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng, chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó, cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ chiều ngày hôm trước đó, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ được nâng từ cấp 4 lên cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 lên cấp 2. Người dân nơi đây đang sống lại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này đã trở nên bi thảm,
buồn hơn khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona. Và trong những ngày vừa qua, dịch đã tái bùng phát trở lại, làm cho hàng triệu người dân lại phải xét nghiệm cưỡng chế để tìm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua với lượng mưa tối đa vượt 250mm. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn, ở Vũ Hán vẫn sẽ có mưa lớn, mực nước của Trường Giang, Hán Giang và các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng và tình hình phòng chống lụt bão sẽ rất nghiêm trọng. Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Vũ Hán thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Vũ Hán là nơi Covid khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau khi dịch bệnh khiến giới chức lo ngại vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ đô ở Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam vào sáng nay nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục, mực nước ở các sông, hồ địa phương sẽ tiếp tục nâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Kỳ Châu, Đồng Đăng. An Khánh kêu gọi giới chức địa phương đưa ra thông báo cảnh báo sớm, sơ tán người dân để tránh thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến 6 đợt mưa lớn, bắt đầu từ tháng 6 với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 487,4mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt gần mức cảnh báo, và mực nước tại một trong năm hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua là 112,7mm, cao hơn 14,5 so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60 địa phương ở miền Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn, với chiếc cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tháng 7 này. Đập Tam Hiệp, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến đợt lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang, với lưu lượng 50.000 m3. Hôm qua, đài truyền hình CCTV công bố video đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ để giảm bớt tác động đến vùng hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau trận đại hồng thủy số 2 xuất hiện ở sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ. Tuy nhiên, đỉnh lũ vẫn chưa đến và mực nước ở Tam Hiệp không giảm mà ngược lại vẫn tăng và có thể xảy ra mất kiểm soát. Theo thống kê chính thức của CCTV, sau khi chính quyền tuyên bố mở cửa xả lũ thứ 3, mực nước của đập Tam Hiệp tăng lên 140,87m vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 10 giờ tối qua, mực nước tăng lên 149,4m. Vào lúc 7 giờ tối nay, mực nước của Tam Hiệp đạt 149,54m. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào ngày hôm kia, đại lộ Hữu Nghị, Vũ Hán đã biến thành một dòng sông với độ sâu khoảng nửa mét. Đại lộ Hữu Nghị của Vũ Hán là một đại lộ chính song song với sông Dương Tử, chỉ cách sông Dương Tử 2 dãy nhà. Đại lộ Hữu Nghị đã bị ngập lụt tới mức này và có thể suy ra được thảm họa ở các khu vực khác của Vũ Hán thậm chí còn tồi tệ hơn. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc sáng hôm nay nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 2, cấp thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Trong khi báo, đài nói là đỉnh lũ của đập Tam Hiệp đã qua nhưng trên thực tế phát đi cảnh báo lũ lại gia tăng. Đó sẽ là một điều hết sức khó hiểu, bất thường và đầy nghi vấn. Người dân nơi đây lo sợ rằng nhà cầm quyền đang cố tình che đậy thông tin để lòng dân khỏi náo loạn. Các trận mưa lớn đổ xuống Vũ Hán trong 3 ngày qua với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm từ sáng hôm kia, khiến nhiều chặng đường bị ngập và mực nước sông ở một số nơi vượt qua mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã, trong ảnh các công dân theo dõi mực nước tại đền Long Quan ở Vũ Hán, giới chức Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 6 rằng thành phố này và các thành phố khác ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao kỷ lục trong năm nay. Trước sức tàn phá của lũ lụt, các công dân chấn đề tại đền Long Quan ở Vũ Hán vào sáng hôm qua để phòng sập luân đền nổi tiếng này. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố ở Trung Quốc vào sáng nay, từ Trùng Khánh phía Tây Nam cho đến Thượng Hải ở bờ biển phía Đông. Các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều nâng 4 mức cảnh báo màu vàng. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước. Theo Reuters đưa tin, con sông trên cả nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mới đây, Mỹ đã có một động thái khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận, đó là làm phong phú thêm kho vũ khí của Đài Loan. Bên cạnh việc liên tiếp có những lời cảnh báo nặng nề với hai quốc gia trên, Trung Quốc còn tạo ra căng thẳng hơn khi dọa sẽ hủy diệt Đài Loan sau thương vụ buôn bán vũ khí này. Vậy Đài Loan sẽ có những động thái đáp trả như thế nào hay bình chân như vậy? Cộng với cường quốc Hoa Kỳ là bên trực tiếp tạo ra những căng thẳng leo thang, họ sẽ có hành động như thế nào nếu như Đài Loan thực sự bị tấn công? Những thắc mắc lúc đó sẽ được tin mới giải đáp trong video ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Reuters đưa tin, ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê duyệt hợp đồng bán 440 khẩu pháo tự hành M109A6 cho Đài Loan với trị giá đơn hàng có thể lên đến 750 triệu đô. Trong thỏa thuận còn có một số lượng lớn xe bọc thép, khoảng 1.700 bộ thiết bị dẫn đường chính xác cho đạn pháo, súng máy, các phụ tùng, chi phí huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng phòng vệ cũng như nâng cấp những hệ thống pháo sẵn của hòn đảo này. Sau 30 ngày tính từ khi nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao, nếu được Quốc hội Mỹ đồng ý, đây sẽ chính thức trở thành thỏa thuận bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, tờ South China Morning Post thông tin rằng lô vũ khí này sẽ góp phần cho mục tiêu hiện đại hóa lực lượng pháo tự hành của Đài Loan, nâng cao năng lực phòng vệ vững chắc của hòn đảo đối với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh, thỏa thuận này cơ bản sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự tại khu vực. Ngay sau đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan đã bày tỏ sự cảm kích của mình tới chính phủ Mỹ về thỏa thuận này. Họ tin rằng số vũ khí trên sẽ giúp lực lượng trên bộ gia tăng được năng lượng yểm trợ hỏa lực và khả năng phản ứng nhanh. Cơ quan này còn gọi sự hỗ trợ vũ khí của Mỹ là cơ sở quan trọng cho việc duy trì ổn định trong khu vực. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đã thông báo về thỏa thuận này với Quốc hội nước này vào ngày 6 tháng 9 và cần được Quốc hội phê chuẩn mới có thể tiến hành đàm phán chính thức. Được biết, M109A6 là một trong những trang bị hiện đại bậc nhất chỉ sau hệ thống M109A7 đang có trong biên chế quân đội Mỹ. Phiên bản pháo tự hành M109A6 có thể hoạt động hoàn toàn độc lập. Xuyên suốt quá trình di chuyển, nó sẽ vẫn liên tục nhận lệnh bắn dữ liệu máy tính cung cấp thông tin về mục tiêu, tính toán chi tiết về phần tử bắn lẫn di chuyển, thiết lập trận địa, tiến hành khai hỏa, rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển đến vị trí mới mà hoàn toàn không cần có sự hỗ trợ từ bất kỳ một thiết bị bên ngoài nào. Chỉ mất đúng một phút để M109A6 khai hỏa kể từ khi nhận được lệnh trong lúc hành tiến. Bên cạnh đó, pháo tự hành tầm xa này còn có thể bắn và chạy với đúng phương châm tác chiến đặc trưng của nó là sống sót tốt trên chiến trường. Mặt các M109A6 còn được trang bị pháo 155mm, có tốc độ bắn khoảng 4 viên trên 1 phút, tầm xa là 18km với đạn thường và đạn tăng tầm là 40km. Ngoài ra còn có đạn pháo siêu chuẩn xác XM982 Excalibur dẫn đường bằng hệ thống GPS. Không chỉ có vậy, Mỹ còn phát triển một hệ thống radar nhỏ trang bị cho pháo M109A6 với mục tiêu bắn hạ cả những máy bay hoạt động tầm thấp hoặc tên lửa hành trình có tốc độ cận âm. Với những tính năng trang bị sẵn có, đây được coi là một trong những loại pháo tự hành tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Các bạn thấy sao về loại pháo tự hành này? Có uy lực không ạ? Comment ngay dưới video, chia sẻ cho chúng mình suy nghĩ của các bạn về loại vũ khí này cũng như thương vụ mua bán vũ khí trên nhé! Các bạn thân mến, dù thương vụ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, thế nhưng truyền thông Trung Quốc đã nhanh chóng có những động thái mới với lời đe dọa hủy diệt gửi tới đảo quốc Đài Loan. Theo đó, Thời báo Hoàn Cầu tuyên bố hùng hồn rằng chính quyền Đài Bắc đã quá ngây thơ khi nhập thêm những trang vũ khí từ Mỹ, bởi nếu như chiến tranh thực sự xảy ra, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh phủ đầu mạnh mẽ, khiến Đài Loan không kịp có cơ hội để đáp trả. Bài xã luận này mạnh miệng khẳng định quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có thừa khả năng để huy động trên 1.000 tên lửa cho đợt tấn công đầu tiên vào quốc đảo Đài Loan. Sẽ không có bất kỳ một mục tiêu nào ở Đài Loan, từ các sân bay, các vị trí đặt tên lửa và lực lượng pháo binh cho đến những trung tâm chỉ huy quân sự có thể sống sót được, tờ báo của chính quyền Bắc Kinh nhận định. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc biết chi tiết vị trí của từng căn nhà, cái cây tại một dải đất trên đảo Đài Loan nằm ở hướng đối diện với đại lục. Được biết, đây là nơi Đài Loan có thể triển khai các vũ khí phòng thủ và đáp trả lại các lực lượng của quân đội Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu cũng tự tin khẳng định Đài Loan sẽ không thể điều động được số pháo tự hành vừa mua của Mỹ đến vùng đất nói trên để thực hiện mục đích bán trả. Mặc dù cho nó triển khai được đi chăng nữa, những binh sĩ của Đài Loan cũng không thể ngắm bắn được hoặc điều khiển pháo di chuyển bởi quá hoảng sợ. Tất cả những vũ khí cũng như trang bị mà Mỹ đã bán cho Đài Loan sẽ có hai kết cục, một là sẽ trở thành chiến lợi phẩm của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc hoặc là sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Còn về mặt hành động, những tháng gần đây Bắc Kinh đã tăng cường các động thái thị uy, chẳng hạn như liên tục điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Quân đội Trung Quốc cũng công khai các cuộc tập trận với vũ khí tối tân mô phỏng lại cuộc chiến xâm lược Đài Loan.
Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ máy bay này, quân đội nhân dân Trung Quốc tuyên bố cứng rắn, Đài Loan cần phải nhận thức rõ ràng được rằng tương lai của họ nằm ở việc thống nhất với Trung Quốc, họ sẽ không thể dựa vào Mỹ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng từng đưa ra quan điểm Đài Loan độc lập, điều đó đồng nghĩa với chiến tranh. Những lời nói và hành động đầy thị uy trên liệu có khiến Đài Loan phải dè chừng? Để lại comment chia sẻ quan điểm về động thái này của Trung Quốc cho chúng mình biết với nhé. Đáp trả lại những động thái đầy hăm dọa từ phía Bắc Kinh, Đài Loan đã đưa ra thông báo sẽ diễn tập bắn đạn thật mô phỏng việc đánh trả lực lượng quân đội Trung Quốc đổ bộ tại Đông Sa. Theo hãng tin CNA, Cục Tuần duyên Đài Loan đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng tên lửa chống tăng gần quần đảo Đông Sa do đảo quốc kiểm soát ở Biển Đông vào tháng 9 tới. Cuộc diễn tập dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 trong nỗ lực giả định sử dụng rocket để tiêu diệt một đơn vị hải quân Trung Quốc đang cố đổ bộ lên trên quần đảo Đông Sa tại Biển Đông. Cục Tuần duyên Đài Loan nói huấn luyện bắn vũ khí này nằm trong kế hoạch diễn tập thường niên. Thế nhưng cuộc diễn tập này thực chất lại diễn ra trong bối cảnh mà Trung Quốc liên tục điều máy bay quân sự vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan gần như mỗi ngày trong vòng một năm qua. Ngoài ra còn có động thái đe dọa hủy diệt quốc gia này. Mới đây, vào ngày 5 tháng 8 như chúng mình vừa chia sẻ phía bên trên, được biết Đài Loan hiện đã triển khai 168 quả đạn đến Đông Sa cùng với hơn 200 nhân viên của Cục Tuần duyên do lính thủy đánh bộ Đài Loan huấn luyện đã đồn trú trên quần đảo này. Về hệ thống đặt tên lửa này, loại vũ khí do Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan phát triển. Đây là một loại vũ khí vắc vai dùng để diệt xe bọc thép có khả năng xuyên thủng bê tông. Rocket có hai loại đầu đạn, một loại dùng cho mục đích chống tăng với tầm bắn hiệu quả là 400m và khả năng xuyên thủng thép dày đến 35cm. Đầu đạn còn lại có tầm bắn hiệu quả là 150m nhưng lại có khả năng xuyên thủng bê tông dày từ 20-60cm. Mọi hành động đáp trả cũng rất quyết liệt phải không ạ? Các bạn nghĩ như thế nào về hành động này? Comment ngay dưới video này nhé! Chúng mình rất chờ đợi những chia sẻ của các bạn đấy! Vậy còn về phía Mỹ thì sao ạ? Liệu quốc gia này sẽ hành động như thế nào nếu Đài Loan thực sự bị Trung Quốc tấn công? Nhiều chuyên gia và quan chức Mỹ đánh giá rằng nếu như có một thứ khiến cho việc cạnh tranh quyền lực toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc biến thành xung đột quân sự thì đó chắc chắn là Đài Loan. Chỉ vỏn vẹn 23 triệu dân, cách Trung Quốc gần 150 cây số, Đài Loan gần đây đang trở thành một điểm nóng thời sự. Từ năm 1979, Hoa Kỳ đã có luật quy định rõ ràng về mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan. Điều đó không ngăn cản việc Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời công nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Vấn đề là luật về quan hệ Mỹ-Đài Loan cho phép quốc gia này bán vũ khí cho đảo quốc để tự vệ, nhưng lại không quy định rõ trách nhiệm can thiệp quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Trong khi đó, Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất phần lãnh thổ không thể chia cắt này, dù phải sử dụng cả vũ lực. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành thậm chí còn từng tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để Đài Loan được độc lập. Mỹ một mặt công nhận về chính sách một Trung Quốc, bên cạnh đó không hề có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Thế nhưng cường quốc này vẫn duy trì mối quan hệ và bán vũ khí cho đảo quốc, hỗ trợ đảo quốc hiện đại hóa quân đội, giúp cho hòn đảo này trở thành một con nhím đảm bảo về khả năng tự phòng vệ, qua đó khó bị tấn công. Qua đây có thể thấy, Mỹ bán vũ khí nhằm lợi dụng Đài Loan và sử dụng quốc gia này để kiềm chế Trung Quốc. Có thể khẳng định rằng, định vị chiến lược của Washington đối với Bắc Kinh sẽ không thay đổi. Mỹ vẫn sẽ coi Trung Quốc là mối đe dọa và đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất. Ở một diễn biến khác, Đô đốc Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới đây còn khẳng định, trong trường hợp nổ ra khủng hoảng quân sự, Mỹ có khả năng hành động để giữ nguyên hiện trạng đảo quốc Đài Loan. Ngày 5 tháng 9, khi được yêu cầu mô tả về khả năng của Mỹ trong vấn đề bảo vệ Đài Loan tại Diễn đàn An ninh ASPEN, Đô đốc Mỹ đã nói rằng Mỹ sẽ luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Aquilino cũng cho biết những diễn biến quân sự gần đây khiến ông lo ngại về ý định của Trung Quốc với đảo quốc này. Truyền thông vẫn thường ra giả nói rằng Mỹ và phương Tây đang dần xuống dốc. Các đối thủ đang tìm cách để lan truyền câu chuyện đó, nhưng tôi có thể khẳng định rằng Mỹ có lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới, Đô đốc nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động để đảm bảo được nền hòa bình và sự thịnh vượng trong khu vực, đồng thời góp phần vào công cuộc giữ nguyên hiện trạng cho đảo Đài Loan. Bên cạnh đó, ông cũng nêu ra khái niệm răn đe tổng hợp cho các tình huống có thể gây ra xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan. Quan điểm về răn đe tổng hợp được xây dựng với mục đích để toàn bộ lực lượng hiệp đồng có thể tác chiến một cách đồng bộ trong tất cả mọi lĩnh vực,
khi mà chúng tôi tích hợp năng lực tác chiến cả trên không gian mạng và trong vũ trụ, Aquilino cho biết. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng video của chúng mình cũng đã hết rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về động thái vừa rồi của Mỹ và liệu hành động đó có phù hợp trong bối cảnh hiện nay không? Dù đang sống trong thời bình, nhưng việc phát triển quốc phòng vẫn là rất cần thiết. Trước những mối xâm hại luôn rình rập chờ đợi ta sơ hở, kẻ thù càng điên cuồng, quân đội càng cần tinh vi. Chính vì lẽ đó, quân đội Việt Nam ta đã ấp ủ và đang dần hiện thực hóa bằng việc phát triển hàng loạt vũ khí tối tân, uy lực, tăng cường sức mạnh chiến đấu của binh lính, nghiên cứu sâu rộng nghệ thuật quân sự hiện đại để sẵn sàng với mọi tình huống, nhất là căng thẳng ở Biển Đông. Đáng tự hào thay, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang có những bước phát triển đột phá, đã nghiên cứu, làm chủ, sản xuất và sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, trang bị cho bộ binh và nhiều vũ khí mới, tăng tiềm lực sức mạnh quốc phòng, giảm nhập khẩu từ nước ngoài. Ngày hôm nay, tin mới sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn thông tin về 5 vũ khí tối tân do Việt Nam ta tự sản xuất khiến cả thế giới kinh ngạc, để chúng mình càng thêm phần tự hào về đất nước mình nhé. Cùng bắt đầu thôi nào! Vũ khí đầu tiên mà tin mới muốn nhắc đến đó chính là vũ khí bơm hơi. Nhà máy Z-176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo các loại vũ khí bơm hơi có thể kể đến như xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa S-300 PMU-1, tiêm kích đa năng Su-30 MK-2. Việt Nam có thể chế tạo được các phương tiện ngụy trang vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại, giành được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Nga cũng như trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Vũ khí bơm hơi Việt Nam chế tạo với công nghệ đặc biệt, theo đúng kích thước của vũ khí thật, có thể triển khai và thu hồi trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, vũ khí bơm hơi được làm bằng vật liệu đặc biệt rất khó để mắt người có thể phân biệt chúng với vũ khí thật trong vòng 100m, thậm chí còn phát ra tín hiệu hồng ngoại hay phản xạ sóng radar như thật, nhằm đánh lừa phương tiện trinh sát công nghệ cao. Quân chủng không quân cũng đã tiến hành so sánh mô hình tiêm kích Su-30 khi bơm căng với một máy bay chiến đấu thực sự và kết quả là rất khó để có thể xác định được đâu là máy bay thật, đâu là máy bay giả. Nếu chỉ dựa vào các bức ảnh thám không được chụp từ vệ tinh hay máy bay chính xác. Lợi ích của các loại vũ khí này là khiến đối phương lãng phí bom đạn hỏa lực khi họ tấn công các mục tiêu giả, không có giá trị. Đơn cử như mỗi lần mất một quả tên lửa 2 triệu đô để bắn vào trận địa vũ khí bơm thì chẳng biết mấy chốc mà khánh kiệt nền kinh tế của đối thủ. Trong khi đó, lực lượng thật lại tập kích ở một khu vực hoàn toàn khác sẽ khiến quân địch bất ngờ, không kịp ứng phó, theo trang quân sự China của Trung Quốc. Việc sử dụng vũ khí ngụy trang là một chiến thuật đáng nể trong lịch sử quân sự thế giới, có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù, giảm bớt tỷ lệ tổn thất của thiết bị chiến trường, đồng thời còn đánh lừa được trinh sát tình báo của bên kia và che giấu mục tiêu chiến lược thật sự. Đó là điều quân đội Việt Nam đang làm rất tốt. Tờ báo của Nga đánh giá các sản phẩm của Việt Nam có bề ngoài giống đến kinh ngạc trong chiến tranh hiện đại. Nó khiến đối phương tổn rất nhiều nỗ lực tiêu diệt nhầm mục tiêu giả, nâng cao khả năng sống sót của các mục tiêu thật. Họ còn tỏ ra khâm phục tài năng và trí tuệ của các kỹ sư quân sự Việt Nam khi có thể sản xuất được các hệ thống vũ khí ngụy trang bằng cao su, có hình dáng bên ngoài rất giống các loại vũ khí nổi tiếng của nước này như Su-30 MK-2 và S-300 PMU-1. Một số chuyên gia trong nước nhận định những phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khí ngụy trang này chắc chắn có sự góp phần không nhỏ với các ý tưởng đến từ lĩnh vực tư nhân. Rất nhiều tư nhân đã cho ra lò những thành phẩm hoàn hảo như ô tô, trực thăng, thậm chí là nhà lầu biệt phủ. Chủng loại thứ hai là pháo phòng không 6 nòng AK-630 là loại pháo cao tốc tự động xoay nòng, mang 6 nòng cỡ 30mm. Tuy nó được thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là phòng không, nhưng với tốc độ bắn 5.000 viên một phút cùng khả năng xoay 360 độ AK-630 có thể tiêu diệt các mục tiêu như tàu thuyền, máy bay, tên lửa chống hạm và các mục tiêu rất phức tạp khác. Pháo phòng không AK-630M2 do Việt Nam sản xuất sau khi mua bản quyền thiết kế của Nga được cho là bản nâng cấp vượt trội so với dòng AK-630. Đó là một quá trình nỗ lực nghiên cứu kéo dài suốt từ năm 2013. Loại pháo này là vũ khí tiêu chuẩn được trang bị trên chiến hạm Zhipat và tàu tên lửa Monia của Hải quân Việt Nam với tốc độ lên tới 10.000 phát một phút. Với tốc độ bắn này, khẩu AK-630M2 đủ tạo ra một màn lửa để hủy diệt mục tiêu. Loại đạn 30mm của pháo cũng đã được Việt Nam chế tạo thành công, giúp quân đội có thể khai hỏa thoải mái khi cần.
Thứ ba là súng trường bắn tỉa hạng nặng OSV-96. Đây là một loại súng bắn tỉa hạng nặng mà nhà máy Z-111 hoàn toàn tự sản xuất được với cái tên SBT-12M1 sau khi mua giấy phép thiết kế của Nga. Đây là mẫu súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn nhờ sử dụng cỡ đạn 12,7 x 108mm với hàng loạt chi tiết tinh vi, đòi hỏi công nghệ sản xuất rất cao nên việc Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất được đã khiến truyền thông thế giới khá bất ngờ. Theo thông số kỹ thuật trong catalog vũ khí xuất khẩu của công ty của Nga thì súng có chiều dài tổng thể là 1.746mm với nòng dài 1.000mm, trọng lượng rỗng khi chưa lắp kính ngắm quang học 12,9kg. Khẩu súng bắn tỉa này có nòng gắn tự do, sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thôi nạp đạn xoay phổ biến. Trong trạng thái hành quân, OSV-96 có thể gấp gọn lại để tiết kiệm không gian nhưng sẽ rất nhanh chóng quay lại chế độ chiến đấu chỉ thông qua một vài thao tác lắp đơn giản. Hộp tiếp đạn của OSV-96 có sức chứa 5 viên. Bộ phận loa che lửa đầu nòng thiết kế khá độc đáo, có tác dụng làm giảm lực giật và tăng độ trụ. Đầu đạn bắn đi từ OSV-96 đạt sơ tốc đầu đạn là 860m/giây, tầm bắn hiệu quả 900m vào ban đêm và lên tới 2000m vào ban ngày. Nếu tích hợp thêm kính ngắm quang điện tử chuyên dụng, động năng của đầu đạn có thể xuyên thủng thép dày 20mm từ cự ly 700m, nên OSV-96 thường được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu phá hủy trạm radar, trung tâm điều khiển, hệ thống cảm biến hoặc các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Vũ khí thứ tư mà chúng mình muốn kể đến đó là Hỏa thần diệt tăng RPG-29 Made in Việt Nam. Việt Nam đã làm chủ công nghệ để sản xuất hàng loạt súng chống tăng RPG-29 và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này từ khoảng năm 2014. Súng chống tăng RPG-29 nguyên gốc do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng này và mua giấy phép để sản xuất trong nước. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7 ra đời để thay thế RPG-7 và RGB-16. Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân Syria khiến Nga và Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ, có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại bao gồm cả M1A2 Abraham lẫn T-90A của Nga. Độ cơ động cao, dễ sử dụng lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng, khiến cho RPG tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông, RPG-29 diệt cả vua tăng MK4. Do đó, đây là loại vũ khí chống tăng nằm trong top bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen. Súng được thiết kế đơn giản, với ống phóng đường kính là 105mm, ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu với chiều dài 1,85m, trọng lượng khi có đạn khoảng 18,8kg. Với kích cỡ trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của RPG-29 từ 2-3 người. Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại là 2,7 lần. Kính mìn đêm 1PN512. Súng chống tăng RPG-29 được trang bị hai loại đạn, gần đạn xuyên giáp liều đúc PG-29V và đạn nhiệt áp TPG-29V. Trong đó, đạn PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ. Đạn PG-29 gồm hai đầu đạn, đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ hai cỡ 105,2mm xuyên giáp chính cửa xe. Vì thế, hầu như các loại xe tăng ít có cơ hội thoát hiểm nếu bị RPG-29 bắn trúng. Và cuối cùng, trong năm danh sách vũ khí tối tân này, chúng ta sẽ cùng bàn tới máy bay không người lái. Máy bay chiến đấu có người lái hiện đại là không hề đơn giản, nếu lao vào đầu tư sẽ lâu mới có thể đuổi kịp được những siêu cường hàng đầu thế giới. Vì vậy, Việt Nam đã quyết định chuyển hướng sang loại máy bay quân sự không người lái hạng nhẹ. Với rất nhiều ưu điểm trong tác chiến hiện đại, tất nhiên là chúng phải hoàn toàn vượt trội so với các mẫu UAV M96 và M96R cũng như chính tay người Việt thiết kế, chế tạo từ năm 1996.
trong những năm gần đây, rất nhiều UAV Việt Nam tự sản xuất đã ra đời, mà điển hình là những UAV quân sự do Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân sản xuất. Tương đối nổi bật là mẫu UAV-02 được thiết kế và trình làng vào năm 2013 với hai động cơ phản lực sải cánh 2,8m, chiều dài thân là 2,5m, tốc độ lên tới 350 km/h, bán kính hoạt động là 100 km, trần bay tối đa 8.000m. UAV-02 nặng 38 kg, khi nạp đủ nhiên liệu với thời gian hoạt động tối đa là 45 phút, sau đó với sự nâng cấp mạnh mẽ dòng UAV-03 ra đời. Sử dụng động cơ phản lực thế hệ mới cho tốc độ cận âm, thể tích bình nhiên liệu lớn hơn, giúp thời gian bay lâu hơn. Nó có tổng khối lượng lên tới 70 kg khi nạp đủ nhiên liệu. Viện Hàng không Vũ trụ của Tập đoàn Viettel cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Dòng UAV do họ chế tạo ra có sải cánh 3,3m, khối lượng 26 kg, vận tốc đạt tới 150 km/h, cự ly hoạt động 50 km, có khả năng hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, trinh sát bằng camera hồng ngoại Full HD, giúp tạo ra những cảnh quay sắc nét ngay cả vào ban đêm, đồng thời cho phép nhận dạng đối tượng từ khoảng cách 600m. Cuối năm 2013, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố 5 mẫu UAV, trong đó loại lớn nhất có tầm hoạt động là 100 km, trần bay 3 km, tốc độ tối đa là 180 km/h, thời gian bay trên 6 giờ bất kể điều kiện ngày đêm. Không dừng ở đó, những năm gần đây, Viện đã thử nghiệm thành công UAV tầm xa, đó là chiếc HS-6L có sải cánh khá lớn, dài khoảng 22m, tốc độ trên 200 km/h, tầm bay lên tới 4.000 km. Thời gian sử dụng 35 giờ, sử dụng hệ dẫn đường vệ tinh. HS-6L có khả năng mang camera trinh sát radar và có thể nâng cấp để mang vũ khí. Với việc trang bị động cơ Rostar 914 của Áo, khiến HS-6L của Việt Nam có khả năng cơ động không khác gì những UAV hàng đầu thế giới như MQ-1 Predator của Mỹ, Hazmat 900 của Israel. Nhiều chuyên gia cho rằng loại UAV của Việt Nam không chỉ có tác dụng trinh sát tấn công bằng các vũ khí mang theo, mà thậm chí còn có thể tấn công theo kiểu kamikaze nếu cần. Vừa rồi, tin mới đã điểm qua 5 vũ khí mạnh nhất Việt Nam tự sản xuất rồi. Nếu còn thiếu sót loại vũ khí khủng nào mà chưa được nhắc tới, các bạn nhớ comment ngay dưới video này để chúng mình bổ sung thêm vào danh sách nhé. Như đã biết, hôm qua lễ khai mạc Việt Nam Defense 2022 đã chính thức diễn ra thành công và tốt đẹp. Nó mang lại ấn tượng mạnh cho các đoàn tham dự triển lãm. Các phi đội tiêm kích Su-30 MK2 đã trình diễn những tiết mục bay ở độ cao cực thấp, phóng mồi bẫy nhiệt. Cùng với đó là dàn trực thăng Mi-8 treo cờ Việt Nam tiến vào khu vực tổ chức. Rất nhiều vũ khí tới từ các quốc gia hàng đầu thế giới như Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Vương quốc Anh, Pháp đều đã được đem tới triển lãm năm nay. Tuy nhiên, một số quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới đã không tham dự. Lý do là gì thì trước đó kênh cũng đã từng làm video phân tích rồi. Các bạn có thể theo dõi bên dưới phần mô tả video này hoặc trong thẻ. Mặc dù không tham dự nhưng báo chí và các phương tiện truyền thông Trung Quốc vẫn luôn theo dõi cập nhật tin tức về triển lãm của Việt Nam. Mới đây trên trang newqq.com đã cho đăng tải bài viết với nội dung sau. Sáng 8 tháng 12 theo giờ địa phương, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 lần thứ nhất đã được tổ chức tại Việt Nam, đã chính thức khai mạc tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chủ trì lễ khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế. Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 khai mạc hôm nay là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách quốc phòng và các doanh nghiệp trong ngành quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi và cùng nhau phát triển vì một thế giới hòa bình, hợp tác phát triển. Tổng diện tích của Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 vượt quá 50.000m², trong đó khu vực triển lãm trong nhà và ngoài trời vượt quá 20.000m². Tổng cộng có 174 công ty đến từ 30 quốc gia trên thế giới đã tham gia triển lãm và giới thiệu các sản phẩm, bao gồm phương tiện chiến đấu, giải pháp kỹ thuật, vũ khí, khí tài hải quân, lục quân, phòng không tác chiến mạng và trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Tại triển lãm quốc phòng lần này, Quân đội Nhân dân Việt Nam và các công ty trực thuộc Quân đội Nhân dân đã đưa ra nhiều sản phẩm mới do Việt Nam tự nghiên cứu phát triển. Công ty cơ khí chính xác 11 được tổ chức từ nhà máy Z111 và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam, doanh nghiệp quân sự lớn nhất trực thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng tung ra các sản phẩm mới như radar, máy bay không người lái.
Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đưa ra các khí tài tiên tiến hiện có của quân đội nhân dân, trang thiết bị chiến đấu chủ lực như xe tăng T-90S, tên lửa đất đối đất tầm ngắn Scud, lựu pháo kéo xe D-20 152mm, ngư lôi VC-53 đều xuất hiện trong triển lãm quốc phòng năm nay. Bên cạnh đó, các hãng vũ khí của Israel, Ấn Độ, Hoa Kỳ đều mang đến những sản phẩm mới nhất của mình. Israel từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với quân đội nhân dân Việt Nam. Việc hiện đại hóa các sản phẩm vũ khí của nhà máy Z-111 không thể tách rời sự hỗ trợ kỹ thuật của Israel. Việc hiện đại hóa xe tăng T-55 của lục quân còn có sự hướng dẫn kỹ thuật của Israel. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ ấm lên trong những năm gần đây. Tại gian hàng Ấn Độ trưng bày các loại vũ khí như máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA, tên lửa chống hạm BrahMos, tên lửa phòng không Barak 8 do Israel sản xuất. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khai mạc triển lãm quốc phòng và nói rõ ràng rằng là để củng cố quốc phòng, Việt Nam sẽ thúc đẩy đa dạng hóa nguồn vũ khí. Theo phân tích, việc đa dạng hóa mà Việt Nam đề cập thực chất là nhằm giảm phụ thuộc vào việc nhập vũ khí, trang thiết bị của Nga. Thống kê cho thấy, Nga là nguồn cung cấp thiết bị quân sự chính của Việt Nam. Vũ khí nhập khẩu từ nước này chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột ở Nga-Ukraine và tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây, sức hấp dẫn của các thiết bị Nga gần đây đã giảm sút. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ đã nhìn thấy một cơ hội. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Clapper nói rằng, triển lãm đánh dấu một giai đoạn mới trong các nỗ lực toàn cầu đa dạng hóa và hiện đại hóa của Việt Nam. Và Hoa Kỳ hy vọng sẽ tham gia tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam, thảo luận các vấn đề khác của Việt Nam, đặc biệt là những người trong hải quân. Theo các báo cáo, Hoa Kỳ đã chấm dứt cấm vận quân sự đối với Việt Nam vào năm 2016, nhưng các thiết bị do Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam chủ yếu vẫn giới hạn ở các tàu tuần duyên, máy bay huấn luyện. Một số nhà phân tích cho rằng mọi chuyển biến đa dạng hóa nguồn cung vũ khí mà Việt Nam mong đợi không thể đạt được trong một sớm một chiều. Tất nhiên, Nga chưa từng bỏ thị trường Việt Nam. Rosboronexport đã tích cực tham gia triển lãm và xây dựng một gian hàng lớn trưng bày các mặt hàng bao gồm máy bay không người lái, xe bọc thép, máy bay và trực thăng, máy bay và vũ khí nhỏ. Công ty cũng ra thông cáo cho biết sẵn sàng thảo luận về hợp tác công nghiệp, hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng với Việt Nam. Reuters đã nhận định Hoa Kỳ và Nga đang lợi dụng triển lãm quốc phòng để giành ảnh hưởng và cổ phần mua bán vũ khí tại địa điểm chiến lược ở Đông Nam Á này. Thông qua triển lãm quốc phòng lần này, chính Việt Nam đã chứng minh sức mạnh quân sự của mình với các khách hàng tiềm năng. Công ty quốc phòng lớn nhất của Việt Nam, Tập đoàn Điện tử Viễn thông Quân đội Viettel đã trình làng các hệ thống radar, máy bay không người lái, giám sát riêng của mình nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Một số trang tin của Trung Quốc cũng đã thể hiện sự bất ngờ về một số chủng loại vũ khí của Việt Nam. Trang tin Thế giới quân sự đã cho đăng tải bài viết bình luận về sự kiện này. Bài viết cho rằng khung cảnh triển lãm quốc phòng Hà Nội do người Việt Nam quay, quân đội Việt Nam cũng đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B của lữ đoàn 490. Phía Việt Nam nêu rõ, tại sân bay Gia Lâm nơi tổ chức triển lãm quốc phòng Việt Nam Defense 2022, các cán bộ quân đội Việt Nam đã di chuyển các thiết bị vào vị trí. Xét về quy mô, từ những năm 1990, lô tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud đã được đưa vào trang bị phục vụ trong quân đội Việt Nam. Hơn 30 năm trôi qua, quân đội Việt Nam vẫn được trang bị những quả Scud B cũ kỹ này làm tên lửa đạn đạo chiến thuật. Đối với quân đội Việt Nam, hàng trăm tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B trong tay họ hoàn toàn thua xa các nước láng giềng. Lào được trang bị các hệ thống phóng tên lửa tầm xa RZ-5 do Trung Quốc sản xuất, có thể phóng tên lửa chiến thuật chính xác cao với tầm hoạt động 290 km. Campuchia đã mua bệ phóng tên lửa tầm xa Tai 03 của Trung Quốc với tầm bắn 180 km, nhưng độ chính xác của nó vượt xa tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B. Quân đội Thái Lan được trang bị hệ thống phóng tên lửa tầm xa Radian 2 của Trung Quốc, ngược lại Việt Nam không có gì. Thật đúng là đầu óc các nhà báo quân sự Trung Quốc hết sức hạn hẹp. Một vài tổ hợp pháo phản lực như RZ-5 tầm bắn 290 km, Tai 03 tầm bắn 180 km mà đem so sánh với tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B tầm bắn 500 km được Việt Nam nâng cấp từ lâu. Còn nói về độ chính xác thì tất nhiên không khó để công nghiệp quốc phòng Việt Nam giảm thiểu sai số vòng tròn CAP xuống mức thấp nhất. Với đầu đạn nặng 1 tấn thuốc nổ TNT thì sai số dưới 100m là có thể san bằng mọi mục tiêu.
trên trang sóng radio của Trung Quốc cũng cho đăng tải một bài viết nói về mẫu súng trường bộ binh STV-22 khá độc đáo. Trang này cho hay súng ngắn STV-22 cực hiếm xuất hiện trên tay bộ đội Việt Nam tại công trường chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng Hà Nội, nhìn rất giống với khẩu STV-1215, nhưng với một băng đạn ngắn hơn và một bộ phận bảo vệ khác. Dòng súng ngắn STV của Việt Nam thực chất là sản phẩm cải tiến AK trên cơ sở dòng súng Gallier nhập khẩu từ Israel của nhà máy Z-11 quân đội Việt Nam. Không chỉ băng đạn dùng chung với băng đạn AK mà lấy chế độ bắn cũng được đặc biệt thay đổi thành AK. Các bạn thân mến, kho súng STV-22 này khá độc đáo, mới xuất hiện trên mạng. Có thể đây là thiết kế mới nhất mà nhà máy Z-11 trong thời gian ngắn gần đây. Nhìn qua thiết kế thì chúng ta cũng có thể đoán được nó được dùng để thay thế cho AKS, AKM của lực lượng đặc công chuyên luồn sâu đánh hiểm. Với thiết kế nhỏ gọn, băng đạn rút gọn, nòng ngắn cho nên gọi là STV-22. Thiết kế này nhìn rất bắt mắt. Đây là một bản cải tiến nhỏ từ STV-215 nòng ngắn cho bộ binh. Còn các bạn có đánh giá gì về bài viết của báo Trung Quốc với triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? Hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn đăng ký kênh kèm chuông thông báo. Binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc đụng độ ở biên giới. Thưa quý vị và các bạn, quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ dường như đã xảy ra đụng độ vào cuối tuần qua ở khu vực tranh chấp chủ quyền, làm một số người bị thương. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, theo NDTV, dẫn nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho biết, lực lượng nước này và binh sĩ Trung Quốc đã xảy ra đụng độ ở đường kiểm soát thực tế LAC tại khu vực hai bên tranh chấp chủ quyền ở bang Arunachal Pradesh. Theo nguồn tin, cuộc đối đầu vào cuối tuần qua dẫn tới một số quân nhân từ hai phía bị thương nhẹ và quân nhân hai nước đã ngay lập tức rời khỏi khu vực sau khi sự cố xảy ra. Cuộc đối đầu diễn ra tại khu vực Chawang, Arunachal Pradesh. Theo các nguồn tin, quân đội Trung Quốc dường như đã vượt qua LAC khiến binh sĩ Ấn Độ phản ứng cứng rắn và kiên quyết. Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Theo nguồn tin, sau vụ việc, quan chức quân sự Ấn Độ trong khu vực đã tổ chức một cuộc họp phía Trung Quốc để bàn bạc về việc tuân thủ các cơ chế để khôi phục hòa bình. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài xảy ra các cuộc đụng độ như vậy giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc kể từ các cuộc giao tranh ở Đông Ladakh 2 năm trước. Căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ nóng lên từ giữa năm 2020 sau vụ đụng độ chết người tại khu vực Himalaya, nơi hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Ít nhất 24 người ở hai bên đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Đây được xem là lần đầu tiên trong hơn 40 năm một vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gây chết người. Kể từ cuộc giao tranh căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang, thì các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm nóng. Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực Ladakh. Trong các video trước, chúng ta đã tìm hiểu về đảo Trường Sa lớn, đá tiên nữ và đá thuyền trài. Vậy trong video này, các bạn hãy cùng tìm mới tìm hiểu về đảo Song Tử Tây, một hòn đảo chiến lược nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhé! Điều kiện tự nhiên, đảo Song Tử Tây là một cồn san hô thuộc cụm Song Tử ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và hiện nay chúng ta đang kiểm soát thực thể địa lý này như một phần của xã đảo Song Tử Tây thuộc huyện đảo Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Đảo Song Tử Tây cách cảng Cam Ranh khoảng 560 km về phía đông, cách đảo Đá Nam khoảng 5 km về phía đông bắc và cách đảo Song Tử Đông chỉ 3 km và có thể nhìn rõ đảo này bằng mắt thường. Đảo Song Tử Tây coi bầu dục chạy theo hướng đông bắc tây nam, có chiều dài là 698 m, chiều rộng 295 m và có diện tích tự nhiên vào khoảng 12 ha. Cho nên đây là đảo lớn thứ 6 trong một số các đảo nổi tự nhiên tại quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam chúng ta quản lý sau đảo Trường Sa lớn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Hoa Kỳ, thì Việt Nam đã bồi đắp thêm khoảng 7 ha cho đảo Song Tử Tây. Theo ảnh vệ tinh, diện tích đất nổi của đảo sau khi bồi đắp vào khoảng 19 ha. Khi thủy triều xuống thấp, đảo cao từ 3,2 đến 4 m, xung quanh là thềm san hô bao bọc. Đảo Song Tử Tây hình thành bởi quá trình vôi hóa hàng triệu năm của san hô, lớp này chồng lên lớp kia. Trước đây, đảo Song Tử Tây đã từng là bãi đẻ trứng của chim biển, cho nên ngày nay, phân chim cùng với các san hô và sắc lá cây phân hủy tạo thành một lớp mùn khá màu mỡ, thuận lợi cho cây cối phát triển. Do không có giếng nước ngọt mà chỉ có nước lợ, nên xung quanh đảo được bao phủ bởi khá nhiều cây xanh như phong ba, keo lá tràm, nhàu, phi lao, bàng vuông. Do nằm trong quần đảo Trường Sa,
nên đảo Song Tử Tây mang đặc điểm khí hậu thủy văn của quần đảo với điểm mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Thời tiết trên đảo thường được chia làm hai mùa là mùa mưa và mùa khô giống như các đảo khác trong quần đảo. Nhưng do nằm ở phía Bắc nên mùa mưa ở đây đến sớm hơn, thường bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 12. Còn mùa khô thì bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Hàng năm, đảo Song Tử Tây cũng phải hứng chịu những cơn bão nhiệt đới. Đặc biệt là vào năm 2021, đảo Song Tử Tây đã hứng chịu cơn bão số 9 với sức gió giật cấp 13, cấp 14, khiến gần như toàn bộ cây xanh trên đảo bị đổ và nhiều công trình bị hư hại. Rất may là không có thiệt hại về người. Biến cố đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông. Các bản đồ địa lý cổ của Việt Nam ghi nhận bãi cát vàng được dùng địa chỉ chung cả quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 17. Trong cuốn phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, Hoàng Sa và Trường Sa, và tất nhiên bao gồm cả Song Tử Tây và Song Tử Đông, đã được xác định rõ thuộc về tỉnh Quảng Ngãi khi đó. Dưới thời Pháp thuộc, chính quyền Pháp đã sáp nhập các đảo ở quần đảo Trường Sa, bao gồm cả đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây và tỉnh Bà Rịa thuộc Nam Kỳ. Sau khi thực dân Pháp thất bại và rút quân về nước vào năm 1954, thì tới năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa đã cử tàu đi thị sát quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Song Tử Tây. Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa 3 tàu HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kỳ Hòa ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây là ngày 24 tháng 5 năm 1963. Tuy nhiên, vào năm 1970, Tổng thống Philippines khi đó là Ferdinand Marcos đã ra lệnh cho một số nhóm biệt kích bí mật chiếm đảo Song Tử Tây và đảo Song Tử Đông. Cuộc đánh chiếm hai hòn đảo trên không gặp bất kỳ kháng cự nào. Mãi tới ngày 1 tháng 2 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mới bất ngờ đổ bộ lên đảo Song Tử Tây và lấy lại quyền kiểm soát đảo này. Sau đó, tháng 4 đến tháng 12 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống phòng thủ trên đảo. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1975, Hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã giải phóng đảo Song Tử Tây. Sau 30 phút chiến đấu, lực lượng hải quân của chúng ta đã làm chủ được trận địa. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, toàn bộ lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đồn trú lại ra đầu hàng. Chiến sĩ Lê Xuân Phát kéo lá cờ đỏ sao vàng báo hiệu đảo Song Tử Tây đã được giải phóng. Đồng thời, đây là hòn đảo được giải phóng đầu tiên ở quần đảo Trường Sa. Kể từ đó đến nay, đảo Song Tử Tây nằm dưới sự quản lý của Việt Nam ta. Còn Song Tử Đông chỉ cách đó 3 km vẫn bị phía Philippines chiếm đóng bất hợp pháp. Vị trí chiến lược quần đảo Song Tử Tây. Đảo Song Tử Tây có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng cả về kinh tế lẫn quốc phòng. Về kinh tế, đảo Song Tử Tây cùng với các đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam án ngữ đường hàng hải quốc tế từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, giữa châu Âu, châu Phi và Đông Nam Á và Đông Á, đồng thời là địa điểm thuận lợi để làm dịch vụ hàng hải giữa Biển Đông. Xung quanh đảo có nhiều loại hải sản quý hiếm, dễ đánh bắt, khai thác, chế biến, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Về quốc phòng, đảo Song Tử Tây nằm án ngữ ở phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hòn đảo như một đài quan sát giúp ta phát hiện từ xa tàu thuyền và máy bay từ phía bắc xuống phía nam và từ đông sang tây để kịp thời báo cáo và xử lý. Trên đảo cũng có một trạm khí tượng thủy văn và sân đỗ trực thăng. Ngoài ra, đảo cũng được trang bị radar P-18 do Liên Xô phát triển từ năm 1970. Trạm radar này có tầm chính xác tới 300 km, độ cao tối đa 30 km. Hiện nay, trạm radar đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn P-18MA và có khả năng bắn trích các máy bay tàng hình. Với tầm hoạt động như vậy, toàn bộ vùng trời của đảo Trường Sa đã nằm trong sự do thám của Việt Nam, giúp gia tăng đáng kể quyền thực thi chủ quyền của ta trên vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc. Đảo Song Tử Tây còn là nơi đặt hải đăng Song Tử Tây. Hải đăng này được xây dựng từ năm 1993, trên nền đất cao 5,5m, chiều cao thấp đèn là 38m, chiều cao tầm sáng là 36m. Ngọn hải đăng này có hiệu lực ánh sáng 39 km vào ban ngày và khoảng 40 km vào ban đêm. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong việc chiếu sáng, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi trong phạm vi biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Có thể nói Song Tử Tây có vị trí chiến lược quan trọng trong quần đảo Trường Sa, nên việc bảo vệ vị trí này không hề đơn giản. Ngay ở giữa đảo, bên cạnh ngọn hải đăng, đêm đêm các đài quan sát liên tục chớp đèn. Các đài quan sát này được ví như những mắt thần của đảo.
như người lính túc trực trên điểm cao đầy nắng gió và ngằn ngặt mùi biển. Không được phép lơ là, không được phép nghĩ đến chuyện riêng tư, luôn gắn mắt và thiết bị quan sát chuyên dụng. Nơi đảo Tiền Tiêu không chỉ có mồ hôi đổ xuống mà còn là máu của nhiều chiến sĩ đã thấm vào mỗi rặng san hô nơi đây. Đời sống và cơ sở vật chất trên đảo Song Tử Tây. Nhìn trên bản đồ ta có thể thấy đảo sinh tồn như một chú cua biển đưa cặp càng khổng lồ của mình xuống phía nam. Thì người anh em Song Tử Tây đang hướng cặp càng về phía tây bắc, sẵn sàng kẹp nát mọi âm mưu thâu tóm phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ xa nhìn vào đảo Song Tử Tây là một màu xanh ngắt của các loài cây. Ước tính cả đảo Song Tử Tây có trên 1.000 cây xanh các loại, trong đó có nhiều cây hàng trăm năm tuổi. Trong đó cây phong ba được trồng ở vòng ngoài vừa để chắn sóng và gió, vừa giúp trữ nước ngọt. Vào sâu trong đảo là những cây phi lao, bàng vuông và mù u. Đảo Song Tử Tây có nhiều loại cây đem từ đất liền ra trồng như cây đa, cây trứng cá, dừa, chuối, đu đủ, na. Chúng được trồng xen kẽ với những vườn rau xanh và những mảnh vườn này được giao cho từng bộ phận, từng đơn vị nhỏ trồng và chăm sóc. Giờ đây, đảo Song Tử Tây có thể đảm bảo được 100% rau xanh cho mỗi bữa ăn trong ngày. Giữa muôn trùng khơi, chỉ toàn nắng và gió, những đảo Song Tử Tây lại được ví như một trang trại. Vì các cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo đều chăn nuôi các loại gia súc gia cầm như lợn, bò, chó, gà, vịt. Hiện nay, đàn lợn trên đảo Song Tử Tây đã có số lượng hàng chục con. Mặc dù được mang từ đất liền ra, nhưng chỉ sau một thời gian, con nào con nấy cũng danh mãnh như lợn rừng. Nhiều chiến sĩ kể lại rằng đàn lợn chuyên kéo nhau đi tìm những cây cổ hay đột nhập vào những luống rau mà chiến sĩ đã bỏ bao nhiêu công chăm bẵm như cây thuốc, cây xả, cây gừng. Mặc dù biết là danh nhưng cũng khó để có thể ngăn chặn bởi cả ngày lẫn đêm đàn lợn hùng hục đi kiếm ăn, gặp bụi nào cũng ủi. Nếu như việc nuôi lợn trên đảo khiến quân và dân dở khóc dở cười thì đảo Song Tử Tây vẫn còn nuôi cả bò. Đây là một hòn đảo duy nhất trong quần đảo Trường Sa nuôi được bò. Bò ở đây được nuôi để lấy thịt và để nhân giống. Mỗi năm đảo thịt một vài con để cải thiện bữa ăn cho các cán bộ chiến sĩ và người dân. Nhưng sĩ số bò lúc nào cũng trên dưới 10 con, mấy con bò trên đảo cũng khiến mọi người nhiều phen ngỡ ngàng. Do đảo không có nhiều cỏ, thậm chí nước ngọt cũng được dùng hết sức tiết kiệm. Nhưng những chú bò ở đây rất phàm ăn, nhiều khi chúng ăn cả thùng giấy, thùng gỗ, thậm chí gặm cả giày dép quần áo. Chuyện các chiến sĩ mất quần áo giày dép vì bị bò ăn là chuyện bình thường trên đảo. Những năm gần đây, cơ sở vật chất diện mạo của xã đảo Song Tử Tây đã có nhiều thay đổi. Khung cảnh trên đảo rất thanh bình, với những mái nhà đỏ tươi, nằm xen kẽ cây xanh, những con đường nhỏ đổ bê tông sạch sẽ. Dạo một vòng quanh đảo mới thấy hết sự đổi thay của đảo Song Tử Tây hôm nay. Sở chỉ huy nhà của Ủy ban xã, khu nhà chiến sĩ, bệnh xá, trường tiểu học và cuối cùng là khu nhà ở của các cán bộ được xây dựng khá khang trang. Đặc biệt, đảo còn có tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và chùa Song Tử Tây nằm sát biển. Đi hết làng, lúc nào cũng nghe tiếng trẻ con học bài cùng tiếng chuông chùa ngân vang lúc ban chiều, ta sẽ cảm thấy yên bình đấy lạ. Hiện nay, đời sống của quân và dân trên đảo đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Hệ thống năng lượng sạch như điện gió, điện năng lượng mặt trời cung cấp đủ điện cho toàn bộ hòn đảo sử dụng. 100% hộ dân và các đầu mối đơn vị bộ đội được trang bị TV đáp ứng nhu cầu giải trí. Thư viện của đảo cũng có phòng đọc sách với hơn 4.000 đầu sách và trên 30 đầu báo, tạp chí các loại, một tủ sách pháp luật. Trên đảo còn có sân bóng đá, bóng chuyền để quân, dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Giữa biển khơi bao la, ra đảo Song Tử Tây đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Âu tàu của đảo cũng chứa được từ 80 đến 100 tàu cá công suất lớn, cùng với đó là dịch vụ sửa chữa tàu, cung cấp dầu diesel, nước ngọt, thực phẩm cho ngư dân. Ngoài ra, khu làng chài trên đảo cũng sẵn sàng phục vụ khoảng 400 ngư dân ăn nghỉ tại chỗ. Chính nhờ cơ sở vật chất tốt nên đảo Song Tử Tây là bến đậu an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão. Sớm muộn gì cũng diễn ra cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vấn đề là thời gian và diễn ra như thế nào. Đối tượng đặc biệt của NATO trong tương lai là Trung Quốc, không phải Nga. Chiến tuyến thực sự trên Biển Đông và mặt trận chính là châu Á-Thái Bình Dương. Đó là lời nhận định của Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam. Tuyến phòng thủ tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ là Biển Đông. Điều này đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố mới đây. Tại cuộc họp báo về kết quả tham gia khóa họp lần thứ 17 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, NATO không còn nói rằng họ là một liên minh phòng thủ thuần túy. NATO từng mang tính phòng thủ khi còn tồn tại Liên Xô và Hiệp ước Warsawa. Kể từ khi không có Hiệp ước Warsawa và cũng như không có Liên Xô nữa thì không rõ NATO cần phòng thủ khỏi ai.
họ đã nhiều lần di chuyển tuyến phòng thủ này đến sát gần biên giới của chúng tôi. Và bây giờ, tại hội nghị thượng đỉnh Madrid hồi mùa hè này, NATO tuyên bố rằng họ chịu trách nhiệm toàn cầu và an ninh của châu Âu, Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thể chia cắt, Ngoại trưởng Nga nhận định. Trên thực tế, họ tuyên bố tham vọng đóng vai trò hàng đầu ở đây là cái gọi là tuyến phòng thủ của NATO đã dịch chuyển tới Biển Đông. Ông Lavrov nói thêm, nhưng thật đáng tiếc, điều đó khó có thể khiến Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ tính đến lợi ích của hầu hết các quốc gia ở địa bàn này. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững và quảng bá lập trường của mình. Trong khuôn khổ ASEAN, quan điểm của Nga đã được đón nhận với sự hiểu biết, mặc dù trong ASEAN cũng không có quan điểm thống nhất về các hành động tiếp theo trong lĩnh vực an ninh ở khu vực. Như vậy, nếu đặt ra nhiệm vụ là gieo rắc nghi ngờ trong hàng ngũ ASEAN và cố gắng làm suy yếu sự vững chắc của Hiệp hội, thì nói chung người Mỹ đang đạt được mục tiêu của họ, ông Lavrov nói thêm. Nhận định về tuyến phòng thủ tiếp theo của NATO, Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, hoàn toàn đồng ý với tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga. Tôi nghĩ rằng, nếu xét trong tương lai xa, điều Ngoại trưởng Lavrov nói là đúng, có lẽ Ngoại trưởng Nga trên một phán đoán về lâu dài thì sẽ xảy ra một cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Tôi hoàn toàn đồng ý vấn đề này với ông Lavrov. Sớm muộn gì cũng diễn ra cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Vấn đề là thời gian và diễn ra như thế nào, nhưng điều này thuộc về thì tương lai. Tôi cho rằng, từ 5 đến 10 năm nữa có lẽ chưa diễn ra việc phòng tuyến của NATO ở Biển Đông. Thiếu tướng phân tích thêm, trong vòng 10 năm tới, Trung Quốc bằng mọi cách sẽ không để xảy ra cuộc chiến với Mỹ, Trung. Đối với Hoa Kỳ, họ cũng chưa sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, bởi nếu xảy ra đối đầu, Trung Quốc sẽ rơi vào thế bất lợi cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại, an ninh. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng không đủ sức đương đầu với Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc phát triển rất nhanh. Cá nhân tôi cho rằng khả năng đối đầu Mỹ-Trung là chưa có. Nghĩa là tuyến phòng thủ khi NATO chưa thể tới Biển Đông ít nhất trong vòng 10 năm tới. Cuộc đối đầu Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi, nhưng chưa thể xảy ra trong 5 đến 10 năm tới đây, nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế Lê Văn Cường nói. Từ khi thành lập năm 1949 đến năm 2019, trong giai đoạn này NATO xác định đối tượng là Liên Xô, sau này là Nga. Nhưng từ sau cuộc họp NATO vào năm 2019, họ đưa Trung Quốc vào tầm ngắm. Hiện nay, trong giới học giả, chính khách có ý kiến cho rằng Nga không phải là đối thủ của NATO và lâu dài đối thủ của NATO nói chung và Hoa Kỳ nói riêng là Trung Quốc. Vì thế, từ năm 2019 đến giờ, đặc biệt trong thời kỳ Tổng thống Joe Biden, Hoa Kỳ chuyển trọng tâm cả về mặt chính trị, ngoại giao, quân sự sang châu Á-Thái Bình Dương, điển hình việc triển khai mạnh mẽ quyết liệt chiến lược hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ khả năng sẽ thành lập một liên minh bộ tứ, cách gọi khác là đối thoại tứ giác an ninh, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường cho hay, nhận thức mới của NATO, đối tượng đặc biệt của NATO trong tương lai là Trung Quốc, không phải Nga. Theo đó, mặt trận chính là Biển Đông. Cụ thể, chiến tuyến thực sự trên Biển Đông và mặt trận chính là châu Á-Thái Bình Dương. Có thể thấy NATO không hề có ý định giấu giếm việc tuyến phòng thủ kế tiếp của liên minh này sẽ nằm ở Biển Đông. Bởi trong các văn kiện tổng kết của hội nghị thượng đỉnh vừa hoàn thành ở Madrid, NATO đã xác định Trung Quốc là thách thức chính mang tính hệ thống và dài hạn. Trong cuộc đối đầu mang tính hệ thống giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc có sức mạnh kinh tế, quân sự, chính trị đang áp đặt luật chơi, ép buộc các nước nhỏ trong khu vực. Ngược lại, phía Bắc Kinh cho rằng việc Biển Đông là việc của Trung Quốc với ASEAN và Hoa Kỳ không nên can dự vào việc này. Mục đích sâu xa của bộ tứ là đối phó với Trung Quốc. Cuộc đối đầu này diễn ra từ cấp độ thấp đến cao. Thực ra, hiện vai trò của NATO ở Biển Đông là chưa nhiều. Về phía NATO, rõ ràng tổ chức này chưa can dự vào Biển Đông một cách trực tiếp. Thực chất, đây là cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vị thiếu tướng bình luận. Đáng nói, Nhật Bản và Australia đang là thành viên của Bộ Tứ cùng với hai quốc gia Mỹ cho Ấn Độ. Trung Quốc đã gọi Vũ Tứ là NATO ở châu Á và cáo buộc mục đích là nhằm kiềm chế Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Tổng thống Joe Biden hiện nay tiếp nối tham vọng xây dựng một NATO châu Á từ chính quyền tiền nhiệm với mục đích ngăn chặn ảnh hưởng ngày một lớn mạnh của Trung Quốc tại khu vực. Trái với những nỗ lực và các tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ, các thành viên còn lại trong bộ tứ khá rẻ rặt trước ý tưởng về một NATO châu Á. Ấn Độ vốn là một quốc gia đi đầu trong phong trào không liên kết, thường quan tâm đến các vấn đề liên quan đến lợi ích chung như an ninh hàng hải, hợp tác chống khủng bố. Sự phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc cũng khiến cho Úc quan ngại về ý định tham gia một liên minh quân sự chính thức để kiềm chế Trung Quốc.
Tôi cho rằng bộ tứ ít nhất trong vòng 5-7 năm tới sẽ lỏng lẻo, không thể hình thành được NATO châu Á như những lời học giả phương Tây nói. Vị thiếu tướng khẳng định, EU có mối quan tâm lớn đến Biển Đông nói riêng và Đông Á nói chung ở hai khía cạnh là hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế. Người ta tin rằng sự đối đầu ở Đông Á sẽ ảnh hưởng lớn tới EU bởi lợi ích của 27 nước ở khu vực với 18,1% xuất khẩu và 30,1% nhập khẩu. Về mặt hòa bình và an ninh, mối quan ngại của EU chủ yếu xuất phát từ bản sắc của EU với tư cách là một khối cường quốc yêu chuộng hòa bình chuẩn mực. Vì thế, mặc dù làm ăn lớn với Trung Quốc, nhưng các nước EU vẫn nhìn Trung Quốc không chỉ là một thế lực hung hãn đang trỗi dậy, mà còn vì bản chất hệ giá trị tiêu cực mà nó theo đuổi. Nền cai trị phi dân chủ với một chủ nghĩa tư bản hoang dã về bản chất luôn vi phạm các cam kết về an toàn thực phẩm, cũng như về luật lệ quốc tế, về nhân quyền nói chung, chỉ để thực hiện các tham vọng lợi ích của mình. Do đó, nếu các nước châu Á tiến hành cải cách kinh tế và chính trị theo hướng nhà nước pháp quyền và dân chủ, thì EU sẵn sàng dành cho những ưu đãi và giúp đỡ. Myanmar, với những cải cách được đầu tư hơn một năm qua là một ví dụ tiêu biểu. Hiện tại, Đông Á là khu vực của bất ổn do các quốc gia tăng cường trang bị khí tài quân sự và bất đồng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan, đe dọa của vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và xung đột Nam Bắc Triều Tiên. Các tranh chấp các quần đảo giáp danh giữa các nước Đông Bắc Á với nhau, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đều được EU quan tâm theo dõi với sự lo lắng sâu sắc. Tuy nhiên, do EU không tập trung nỗ lực vào xây dựng lực lượng quân sự và phòng thủ riêng vì nằm chủ yếu trong khối NATO, dưới sự chỉ huy của Mỹ, EU không thể có biện pháp quân sự và an ninh cụ thể để thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Á. Và trước sau gì thì châu Âu nói chung và EU và Nga đều không can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Nhà nghiên cứu Philip Chello khẳng định, tuy về vấn đề an ninh khu vực Đông Á vẫn đặc biệt quan trọng đối với kinh tế của EU và thế giới nói chung, do đó, một khi xung đột xảy ra ở Biển Đông, rất có thể các quốc gia EU sẽ hành động đơn lẻ để duy trì luật pháp và trật tự, hoặc để đảm bảo an toàn hàng hải nhằm bảo vệ lợi ích thương mại ở khu vực này. Đồng thời với tư cách toàn khối, EU có thể tham dự thông qua NATO. Dù sao, cả Anh và Pháp vẫn có thể hành động riêng nếu đó thuộc về lợi ích của họ. Cả Anh và Pháp đều có lực lượng hải quân mạnh, bao gồm cả khả năng hai nước triển khai tàu sân bay. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của máy bay L-39G không quân Việt Nam mua từ Cộng hòa Séc. Thưa quý vị, cách đây vài ngày, ông Nguyễn Nam Liên, một phi công kỳ cựu của Vietnam Airlines, từng công tác trong không quân Việt Nam và bay trên dòng máy bay huấn luyện EL-39, đã công bố trên trang Facebook cá nhân của mình những hình ảnh đầu tiên về chiếc EL-39NG thế hệ mới mà chúng ta đã đặt mua từ Cộng hòa Séc. Qua đó, ta có thể thấy rõ phần khung thân của chiếc EL-39NG đầu tiên của không quân Việt Nam đang được lắp ráp tại nhà máy của công ty Aero Vodochudi. Trên thân của nó sơn cờ hiệu Việt Nam và mang số hiệu xuất xưởng là 7005. Theo đó, tiếp sau 7005 sẽ là các máy bay mang số hiệu lần lượt tới 7016, đủ cho 12 chiếc theo hợp đồng mà Việt Nam đã ký kết với Cộng hòa Séc trước đó. Theo Aero, hãng chế tạo máy bay Aero Vodochudi Cộng hòa Séc vào tháng 10 năm 2022 đã đưa ra thời gian dự kiến bàn giao các máy bay huấn luyện phản lực L-39NG thế hệ mới cho không quân Việt Nam và không quân Hungary. Dự kiến cuối năm 2022 này, những chiếc L-39NG sản xuất lặt đầu tiên sẽ cất cánh bay thử. Vào tháng 10 năm 2023 sẽ bàn giao cho không quân Việt Nam. Riêng không quân Hungary sẽ bắt đầu nhận máy bay mới từ năm 2024. Từ đó đến nay, sẽ còn coi chừng khoảng 8 tháng nữa, căn cứ trên hình ảnh vừa xuất hiện trên thì chưa thể khẳng định sẽ kịp tiến độ. Tuy nhiên, chúng ta có quyền hy vọng về mọi thứ sẽ thuận lợi nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của hai phía. Như báo chí quốc tế đã đưa tin, không quân Việt Nam là khách hàng đầu tiên của dòng máy bay huấn luyện thế hệ mới L-39NG của Cộng hòa Séc. Công ty xuất khẩu quốc phòng Omicron Cộng hòa Séc đã thông báo về hợp đồng bán máy bay L-39NG cho Việt Nam. Họ lưu ý đây là phiên bản nâng cấp của L-39C sẽ được giao từ năm 2023 đến năm 2024. Hợp đồng bao gồm 12 máy bay L-39NG cùng với việc đào tạo phi công, người hướng dẫn đội ngũ phục vụ L-39NG, mặt đất và thợ máy. Ngoài ra còn đi kèm cung cấp phụ tùng cũng như thiết bị cho huấn luyện trên mặt đất, hỗ trợ hậu cần hoặc hệ thống chuyên dụng. Như đã chia sẻ trong bài trước,
việc Không quân Việt Nam đặt mua cùng lúc tới 2 loại máy bay huấn luyện phản lực J-130 từ Nga và L-39NG thuộc Cộng hòa Séc là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ L-39NG và J-130 không hẳn là mẫu máy bay tương tự nhau mà cũng không phải là đối thủ của nhau. Cả hai hoàn toàn có thể cùng đứng chung một đội hình. Sẽ là hơi mạo hiểm nếu được các học viên phi công từ máy bay huấn luyện sơ cấp J-52 chuyển sang máy bay phản lực J-130. Vì thế, cần có một kiểu cây cầu nối giữa hai loại phương tiện này và máy bay L-39NG của Séc có thể đảm trách tốt vai trò cầu nối như vậy. Với việc được Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn quân sự siêu quốc gia, máy bay huấn luyện L-39NG của công ty Aero Vodochody đồng thời cũng đạt được chuẩn của giới chức quốc phòng các nước EU và NATO. Tháng 12 năm 2017, mẫu L-39NG đầu tiên đã cất cánh bay thử nghiệm với nhiều điểm vượt trội hơn so với L-39 Albatross tiền nhiệm như động lực học, động cơ mạnh mẽ, khung thân nhẹ hơn và có buồng lái kính hiện đại cùng với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến cho phép tăng hiệu quả đào tạo phi công lên nhiều lần. Máy bay này trang bị một động cơ phản lực FG-44-4M do hãng William International của Mỹ cung cấp. Thiết bị điều khiển ở buồng lái được số hóa, ứng dụng cả trí tuệ nhân tạo AI, phù hợp cho việc huấn luyện phi công các máy bay thế hệ thứ 4 và thứ 5. Ngoài ra, loại máy bay này khi đi vào sản xuất hàng loạt sẽ được trang bị radar đo độ cao RA-4500 của hãng FreeFly, có trụ sở tại Texas của Mỹ. L-39NG là mẫu máy bay huấn luyện quân sự 2 chỗ ngồi, có chiều dài 12,3m, sải cánh 9,56m, một động cơ FG-44-4M của Mỹ, có tốc độ tối đa 775 km/h, trần bay tối đa 11,5 km, tầm hoạt động 2.600 km, thời gian hoạt động 4:30. Máy bay này trang bị buồng lái kỹ thuật số AI thực tế ảo, phi công cũng được trang bị mũ hiển thị thông tin. Chiếc L-39NG ngoài việc dùng để huấn luyện phi công để bay các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 hoặc thứ 5 còn có thể sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát hoặc đóng vai trò như một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ với 5 giá treo vũ khí. So với L-39 thì chỉ có 2-4 giá treo để mang được nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất cũng như các loại bom, đạn và thiết bị cảm biến khác. Đáng chú ý nhất, L-39NG có thể trở thành một chiếc tiêm kích hạng nhẹ đáng gờm nhờ có mang phóng được các loại tên lửa không đối đất rất hiện đại như AIM-9L, AIM-9M Stinger do Mỹ chế tạo hoặc Archidai do các nước Đức, Italia, Thụy Điển, Hy Lạp, Na Uy và Tây Ban Nha cùng phối hợp chế tạo. Hiện chưa rõ Mỹ và các nước kể trên có sẵn sàng bán kèm tên lửa cho Việt Nam hay không, tuy nhiên chúng ta có thể hy vọng là có. Bởi vì như vậy thì mới có thể phát huy được tối đa đặc tính kỹ chiến thuật của những chiếc máy bay mới này. Tổng tải trọng vũ khí mà L-39NG mang được là 1.200 kg, gấp 5 lần con số 250 kg của L-39 Albatross, khiến nó có thể đảm nhận được vai trò cường kích hạng nhẹ. Ngoài ra, nhờ khung thân được thiết kế lại mà tuổi thọ được nâng cao lên trên 15.000 giờ bay, gấp 4 lần so với con số từ 3.000 đến 4.500 giờ của L-39. Không chỉ có vậy, cánh và các thùng nhiên liệu bên trong cũng được thiết kế lại, tác dụng tăng đáng kể, thời gian hoạt động cao hơn gấp 2 lần so với L-39 phiên bản cũ.